Tối đến khi Kiaru đang nằm nghỉ thì chợt có một cô hầu gái bước vào ngỏ ý muốn lên giường với cậu. Bởi khi làm chuyện đó với anh hùng sẽ giúp cho cô ấy trở nên mạnh lên. Đồng thời hứa rằng đến lúc đó sẽ trả ơn cô ấy vì đã nuôi nấng mình như thể anh em ruột. Chiều hôm đó chợt có một giọng nói vang lên thôi thúc cậu đi tìm con mắt của tinh linh. Tiếp đó chợt có một cô gái xuất hiện và tự giới thiệu bản thân chính là một tinh linh. Gặp được cô ấy, Kiaru liền nói ra mong ước của bản thân, cả những chỉ số sức mạnh của cô nàng tinh linh trước mặt. Ngoài ra nó còn giúp Kiaru nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia, câu chuyện trong giấc mơ mà cậu vẫn thường hay mơ thấy. Kiếp này các anh hùng đã ra lệnh cho Kiaru trị thương nhưng cậu đã từ chối. Bởi phép trị liệu có một nhược điểm vô cùng lớn, Kiaru đã luôn nhường nhịn để chờ đợi thời cơ đến. Để cậu có thể một mình đương đầu với ma vương và đoạt lấy viên đá hiền giả, và bắt chước những kỹ thuật ấy rồi biến nó thành của mình. Tôi hạ gục cô ấy với một vẻ mặt vô cùng đồng cảm và thương xót. Ngay sau đó công chúa Fle chợt lên tiếng yêu cầu Kiaru giao viên đá hiền giả cho mình. Cô ta có thể đứng lên và nói chuyện như này là vì trước đó đã giấu một lọ thuốc hồi phục. Tiếp đó cô công chúa xảo quyệt này đã liên tục hù dọa Kiaru nói viên đá đó bị nguyền rủa. Nhưng mặc dù biết rõ toàn bộ những ký ức sẽ mất đi nhưng cậu cũng mặc kệ. Tất nhiên Kiaru cũng nói chuyện với Fle rất tự nhiên để mọi chuyện đi đúng hướng kiaru đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy chỉ số của ông ấy thông qua con mắt tinh linh nên cậu đã tự nhủ rằng sẽ hành động lựa những thời điểm nhà vua không có mặt sau đó kiaru đã được quốc vương phong tặng danh hiệu anh hùng trị liệu từ đó chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong tổ đội dũng sĩ tối đến khi kiaru đang nằm nghỉ thì chợt có một cô hầu gái bước vào ngỏ ý muốn lên giường với cậu bởi khi làm chuyện đó với anh hùng sẽ giúp cho cô ấy trở nên mạnh lên tất nhiên kiaru không hề từ chối vì cậu sẽ có cơ hội cướp kinh nghiệm từ cô ta và cứ thế những ngày sau đó thanh niên đã liên tục lên giường với các cô hầu gái để có thể trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên Kiaru chỉ đang giả vờ ngất đi để kiểm tra nhân cách thối nát của phe. Quả nhiên một lần nữa cô ta muốn sử dụng chất gây nghiện để kiểm soát cậu, cho nên bây giờ cậu không còn do dự nữa mà sẽ trả thù một cách không thương xót. Ngay khi trở về phòng Kiaru đã giả vờ như vừa tỉnh dậy và tỏ ra hoảng loạn, đồng thời nói ra ý định của bản thân không muốn sử dụng năng lực chữa trị nữa. Thấy vậy Flair liền tiến tới gần Kiaru để chấn an cậu, Cô ta trưng ra bộ mặt thánh thiện và sử dụng những lời ngọt ngào khuyên cậu nên cân nhắc, vì với năng lực đó thì có thể sau này cậu sẽ trở thành một người vĩ đại trong mắt mọi người. Nhưng khi nhìn thấy Kiaru vẫn kiên quyết từ bỏ thì cô ta đã bảo sẽ không ép cậu nữa. Tuy nhiên sau khi trở về phòng thì cô ta liền ra lệnh cho hầu gái mang trà đến cho cậu uống. Khỏi nói thì Kiaru cũng biết rõ thứ này có tẩm thuốc mê trong đó, nhưng cậu vẫn quyết định uống nó để mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch. Sau khi tỉnh dậy thì Kiaru đã nhìn thấy bản thân đang bị giam trong ngục Thanh niên bị hành hạ rất tàn nhẫn vì không chịu nghe theo lời của Fre, vẫn giống như tiền kiếp để khiến Kiaru nghe lời thì chúng đã cho cậu uống chất gây nghiện. Kể từ hôm đó trở đi thì đêm nào Kiaru cũng tiếp khách mà Fre phái đến. Dù vậy Kiaru vẫn quyết tâm chịu đựng để cho Fre tin rằng cậu đã hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc, thậm chí cậu còn giả vờ nghe lời biến thành một con cờ hó chỉ để xin thứ thuốc đó từ cô ta. Và cứ thế những ngày sau đó Kiaru đã phải liên tục chữa trị cho rất nhiều người. Tất nhiên là cậu không quên sử dụng năng lực để sao chép những kỹ năng của bọn họ. Chuỗi ngày sau đó của Kiaru lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn. Và rồi sau 6 tháng trôi qua thì sức chịu đựng trước chất gây nghiện của Kiaru đã tăng lên. Cộng thêm với việc có sự chuẩn bị trước đó thì cậu đã hoàn toàn lấy lại được nhận thức và xác định được mục tiêu trả thù của mình. Trùng hợp thời điểm này quốc vương đã dẫn vệ binh đến một quốc gia khác, thế nên Kiaru quyết định sẽ tiến hành kế hoạch báo thù của bản thân. Đêm hôm đó sau khi lùng sục khắp nơi thì binh lính cuối cùng cũng đã tóm được Kiaru. Lúc này tên đội trưởng Leo chợt nói rằng trong quá trình truy bắt thì cậu ấy đã dám nói những câu không thể tha thứ. Biết được thông tin đó cần bảo mật nên công chúa đã mời hắn ta về phòng của mình. Thế nhưng ngay khi bước vào trong phòng thì Leo liền hạ sát hai cận vệ của Fre. Rồi sau đó áp chế và hút cạn ma lực của công chúa để cho cô ta không thể phản kháng. Tiếp đó Fre đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt chính là Kiaru. Thế nên sau đó cô ta đã mặt dày nói rằng bản thân vì nghĩ cho cậu nên mới dùng thuốc, bởi nó sẽ giúp cậu không cảm thấy đau đớn sau mỗi lần chữa trị cho người khác. Nhưng khi nhận ra Kiaru còn nhớ cả những chuyện khác nữa thì Flare dần trở nên hoảng sợ. Tiếp đó thanh niên đã bảo cô ta hãy cùng mình chơi một trò chơi, đó là cậu sẽ bẻ từng ngón tay của Flare, nếu như cô ta im lặng được cho đến khi gãy hết thì coi như đã thắng, còn nếu như dám hét lên một tiếng thì cậu cũng không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra và sau đó fre đã làm rất tốt khi đã im lặng cho đến tận ngón cuối cùng nhưng tưởng đâu đã giành được chiến thắng thì kiaru chợt hồi phục tất cả cho cô kết quả là fre đã hét lên khi thanh niên bắt đầu thực hiện nó lại từ đầu do đã thua cược cho nên sau đó cô ta đã bị kiaru đẩy lên giường để cưỡng hiếp nghe vậy fre liền cố gắng trốn chạy mặc dù đôi chân giờ đây chẳng còn một chút sức lực không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa cho nên kiaru đã đưa ra cho cô ta hai lựa chọn đó là giữa cây gậy sắt nóng chảy và cây hàng của cậu thì cô muốn cái nào Kết quả đã rất rõ ràng khi mà cô công chúa đã chọn cây gậy thịt của Kiaru và đúng theo như yêu cầu thì sau đó cậu đã đưa thứ đó của mình vào người của Fre, sau khi đã làm chuyện đó xong thì Kiaru quyết định sẽ xóa ký ức và thay đổi khuôn mặt của cô công chúa này. Mặc cho cô ta đã cố gào thét van xin nhưng ý định của cậu vẫn không thay đổi. Sáng hôm sau mọi người đã rất hoảng loạn khi nghe tin Fre đã chết cháy. Tuy nhiên đó là cái xác của người khác được Kiaru thay đổi khuôn mặt mà thôi, còn về phần thanh niên lúc này đã tự thay đổi khuôn mặt của mình. Đồng thời tự nhủ với bản thân phải mạnh lên bằng mọi giá để tiếp tục công cuộc trả thù. Đúng lúc này cô công chúa chợt tỉnh dậy thì Kiaru liền tiến tới ôm chặt cô ấy, lợi dụng việc Fre không có ký ức thì thanh niên đã tự nhận bản thân là chủ nhân của cô, và để cho cô ấy tin vào lời mình nói thì cậu đã bịa rằng cô ấy tên là Freya. Nhìn thấy cô nàng có vẻ vẫn hoang mang thì Kiaru đã đề xuất cả hai hãy kết nối với nhau. Quả nhiên sau khi làm chuyện đó một lần nữa thì Fre đã cảm nhận được sự quen thuộc, thế nên cô ấy đã hứa rằng sẽ đi theo và yêu Kiaru mãi mãi sau đó cả hai người đã tiếp tục lên đường cho cuộc hành trình mới của mình trên đường đi kiaru đã rất vui sướng khi nhìn thấy tấm hình truy nã của tên leo nhưng chỉ vài giây sau đó sắc mặt của cậu liền xuống sắc khi nghe người dân nhắc đến non bởi theo như bọn họ cô ấy là người duy nhất có thể chia buồn với nhà vua được biết non chính là em gái của fre và là đệ nhị công chúa ở trong tiền kiếp cô ta là người duy nhất nhận ra về việc kiaru đã lấy lại ý thức trở về với thời gian trước đó khi mà cậu vẫn còn đang hoạt động với tổ đội anh hùng kiaru chẳng có một ngày nào có thể sống yên ổn với bọn họ bởi ba người đó chỉ xem cậu như là một cái tế đàn hồi máu di động đến tối thì lại bị flare đem ra đùa dỡn như một con cửa hó thay vì cho thuốc như bình thường thì cô ta lại đổ nó lên con sò lông của mình rồi sau đó cho kiaru liếm nó để cô có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân thế nhưng sau mỗi lần làm như thế thì cô lại hành hạ kiaru dã man bởi vì cậu ấy đã dám trào cờ trước mặt của một hoàng tộc như cô Hết flare thì lại đến anh hùng kiếm Blade đánh đập thanh niên vì cô ta là một lesbian. Do ghen tị với Kiaru mà cô ta sau đó đã cố lấy lại những thứ của flare từ trong miệng cậu. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bởi ngay khi thoát khỏi anh hùng kiếm thì tới lượt anh hùng pháo tìm đến cậu. Gã ta tự nhận bản thân là đồng minh của Kiaru. Thế nên đã đâm áp thanh niên mỗi đêm để chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu. Ngay sau đó Kiaru đã giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của Fre. Lúc cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo thì đã quyết định được mục tiêu tiếp theo của mình. Đó chính là trả thù anh hùng kiếm Blade và anh hùng pháo Bullet. Vài ngày sau khi rời khỏi thủ đô thì Kiaru và Fre đã đặt chân đến thành phố Lanarita. Cả hai đã dừng chân tại một nhà hàng để dùng bữa tối. Một lúc sau Kiaru nhận ra nước có vấn đề nên đã bảo fre không được uống nó. Thanh niên cho biết nguồn nước của thành phố này đã bị ô nhiễm bởi xác ma vật. Cũng may đồ ăn không có vấn đề bởi vì nguồn nhiệt đã làm độc tố yếu đi. Triệu chứng của người mắc bệnh đó là sẽ ho liên hồi không nghỉ. Lợi dụng việc này thì Kiaru đã nảy ra cho mình một kế hoạch cho nên ngay khi trở về phòng trọ thì cậu liền bắt tay chế thuốc giải độc bằng việc uống nước nhiễm độc vào người để cơ thể sản sinh ra kháng thể rồi sau đó sử dụng một vài dược liệu cùng với kỹ năng hưu để tinh chế sản phẩm đầu ra sáng hôm sau hai người liền tìm đến một thương nhân để lập thỏa thuận kiaru đã tiết lộ với ông ta và người trợ lý đi cùng rằng cậu có thể tạo ra thuốc giải tất nhiên ban đầu ông ta đã không tin cho đến khi người trợ lý uống và cảm thấy khỏe hơn sau khi lão thương nhân cũng đã được kiểm chứng thì ông ta đã đề nghị cậu bán công thức nhưng Kiaru đã từ chối với lý do đó là công thức gia truyền của nhà cậu. Thế nên cậu chỉ có thể cung cấp sản phẩm đã hoàn chỉnh cho ông ta mà thôi. Và điều kiện mà Kiaru đưa ra đó là ông ta phải chia 50% lợi nhuận cho cậu. Nếu ông ta mà dám có hành vi bất chính nào thì cậu sẽ ngừng cung cấp ngay lập tức. Với số tiền vừa có được thì sau đó Kiaru đã quyết định đi mua một nô lệ chiến đấu. Khi đi sâu vào bên trong thì một cô gái thuộc băng lang tộc đã loạt vào con mắt của cậu. Lúc này nhà buôn nô lệ cho biết cô nàng đã chẳng thể nào mạnh lên được nữa. Thế nhưng Kiaru không hề quan tâm mà chỉ để ý đến đôi mắt của nữ á nhân này, bởi cậu nhận ra đôi mắt ấy chứa một mối hận thù đen tối sâu thẳm tựa như địa ngục. Cho nên Kiaru đã hứa sẽ giúp cô nàng báo thù nếu như chịu đi theo cậu, bởi cậu muốn nhìn thấy gương mặt của cô ấy sau khi rửa được mối thù sẽ như thế nào. Sau khi trở về phòng trọ Kiaru đã chăm sóc cô bé vô cùng tử tế, thông qua ký ức của cô ấy thì cậu biết được con người đang xâm phạm làng của á nhân. Cô cùng với hai người khác đã cố ngăn chúng tìm ra vị trí của ngôi làng nhưng thất bại trong lúc hấp hối hai người đồng đội của cô đã tiết lộ ra vị trí của ngôi làng và những kẻ bắt cóc đó đang có ý định tấn công vào ngôi làng sau một ngày nữa mặc dù giao diện là lính đánh thuê nhưng thật chất những tên đó thuộc quân đội vương quốc thế nên ý định của kiaru lúc này là muốn nhìn thấy fle tự tay giết binh lính của mình khi đã lên ý tưởng cho kế hoạch đó xong thanh niên liền mớm thuốc cho cô nàng á nhân cô nàng băng lang tộc trượt tỉnh lại nhìn thấy như vậy liền tặng cho kiaru một tát nhưng cho đến khi nghe fle giải thích cũng như cảm nhận được bản thân đã khỏe hơn thì cô nàng mới hốt hoảng nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn Kiaru. Sau đó cô bé đã giới thiệu bản thân tên là Setsuna. Vì muốn nói chuyện riêng với cô ấy nên thanh niên đã nhờ Fre đi mua một ít đồ. Ngay khi cô công chúa vừa rời đi thì Setsuna liền tấn công Kiaru vì cô muốn trở về làng. Thế nhưng cô bé đã ngay lập tức bị thanh niên áp chế lại một cách rất dễ dàng. Lúc này Kiaru cho biết ngôi làng vẫn bình an vì ngày mai binh lính mới tấn công. Cậu nói rằng dù Setsuna có đến đó cũng không làm được gì với sức mạnh của hiện tại. Theo như Kiaru thì sức mạnh của cô ấy giống như chiếc ly đựng nước, nên dù có chăm chỉ như thế nào đi nữa thì cũng không thể chứa hết và sẽ trào ra. Nhưng Kiaru nói rằng có thể giúp cái sức chứa đó lớn hơn và khiến Setsuna mạnh lên. Nghe vậy cô nàng liền nói rằng mình sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ mọi người trong làng. Và điều kiện của Kiaru đó là cậu muốn biết cái tên thật sự của Setsuna. Một khi biết được nó thì cậu sẽ có thể kiểm soát cô ấy theo ý muốn. Setsuna cũng ngay lập tức đồng ý nhưng đó là khi cậu giúp cô cứu được ngôi làng. Khi đã lập xong thỏa thuận thì Kiaru liền cởi hết bộ đồ mình ra, rồi yêu cầu Setsuna hãy nắm lấy cây hàng của cậu và bỏ nó vào trong miệng, đồng thời phải đảm bảo sẽ nuốt lấy tất cả những gì mà cậu bắn ra. Sau khi đã hoàn tất quá trình mở rộng sức chứa thì bây giờ đến giai đoạn cải thiện sức mạnh. Đó là cả hai sẽ quan hệ với nhau để giúp Setsuna có thể mạnh hơn bao giờ hết. Tối ngày hôm sau cả ba đã đến ngôi làng của Á nhân thuộc tộc Băng Lang. Nhìn thấy đồng bào bị hành hạ Setsuna định chạy đến cứu nhưng Kiaru đã ngăn lại bởi đó chính là chiêu trò bọn chúng dùng để dẫn dụ các chiến sĩ băng lang tộc ra ngoài. Vậy nên Kiaru đã bảo Setsuna hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa để cậu hành động trước. Ngay khi nhìn thấy đồng bào của cô bé chạy ra khỏi thành thì cậu cũng liền tham chiến. Bằng kiếm kỹ đã sao chép được từ Kureha thì đám binh lính không đủ tuổi để so với cậu. Bọn chúng đã vô cùng hoảng loạn vì nhận ra đây chính là kiếm thuật của kiếm thánh. Lúc này Fre cũng tham chiến bằng đòn tấn công ma pháp mạnh mẽ của mình. Tận mắt chứng kiến cô ấy tự tay sát hại binh lính của mình khiến Kiaru rất khoái chí sau khi đã phân tán lực lượng của kẻ địch thì kiaru đã cho phép setsuna hành động đối mặt với những kẻ đã tàn sát đồng bào của mình cô nàng liền bật mốt đồ sát và chỉ sau vài phút trôi qua thì cuối cùng setsuna cũng đã rửa được mối thủ bấy lâu nay sau trận chiến đó cô nàng đã cùng kiaru tìm đến cội nguồn gây ô nhiễm nguồn nước chính băng lang tộc đã làm việc đó để phục thù loài người vì đã bắt cóc đồng bào của họ và giờ kiaru đã hỏi setsuna muốn cậu tăng cường độc tố hay biến dòng sông thành thuốc ngạc nhiên thay cô nàng đã lựa chọn phương án hai vì cô không muốn liên lụy người vô tội sau khi đã thanh tẩy dòng sông thì hai người đã tiếp tục cùng nhau làm chuyện đó bởi setsuna muốn mạnh hơn nữa vì cô cảm thấy vẫn chưa đủ với lại thay vì sử dụng độc tố để trả thù thì cô lại muốn sử dụng móng vuốt của mình hơn và sau khi làm xong chuyện đó thì setsuna đã tiết lộ tên thật của mình cho kiaru biết điều đó đồng nghĩa với việc từ đây trở về sau cô nàng chính thức thuộc về cậu cùng lúc đó tại hoàng cung thì tên leo trong hình hài của kiaru đã được giải oan và nhà vua đã quyết định trao cho hắn cơ hội để lấy công chuộc tội. Ông ta ra lệnh cho hắn bằng mọi giá phải bắt được kẻ đã sát hại con gái của mình. Lúc này tin tức về một đội quân đã bị một kiếm sĩ bí ẩn quét sạch đã lọt tới tai của Kureha. Và thứ khiến kiếm thánh quan tâm chính là gã đó đã sử dụng kiếm kỹ Krillet của cô. Nhóm của Kiaru đang trên đường đến gặp thương nhân thì chợt có một gã đàn ông giữ chân lại. Ông ta nhận ra Sesuna thuộc tộc băng lang nên muốn mua cô ấy. Và lời từ chối của Kiaru đã khiến cho gã này tức điên lên thế nên ông ta đã lao vào cố tấn công cậu nhưng ngay lập tức bị setsuna khống chế lại sau khi đọc ký ức thì kiaru biết được ông ta chính là một trong những người lính đã đào tàu thế nên cậu đã xé lấy huy hiệu của ông ta rồi ra lệnh cho setsuna xử lý sau đó khi kiaru đến gặp lão thương nhân thì ông ta đã dở trò với cậu ông ta đã chuẩn bị rất nhiều người với ý định đe dọa để cậu bán công thức cho mình thế nhưng kiaru không hề nao núng mà lời nói của cậu còn đe dọa ngược lại bọn chúng tuy nhiên cậu lại lấy lý do không muốn làm hai cô gái liên lụy nên đã đồng ý với ông ta trên đường trở về nghe hai cô nàng tự trách bản thân nên Kiaru đã bảo họ đừng quan tâm. Bởi công thức dù có đúng nhưng thiếu kháng thể từ cơ thể cậu thì nó cũng vô ích. Với lại căn bệnh sẽ sớm tự khỏi thôi vì cậu đã biến dòng sông thành thuốc trước đó. Đúng lúc này Kureha chợt xuất hiện và lao vào tấn công Kiaru một cách bất ngờ. Bởi cô ấy nhận ra cậu chính là người đã hạ sát toàn bộ đội quân ở làng băng lang tộc. Và việc cậu có thể chặn được đòn vừa rồi thì cô lại càng chắc chắn hơn với điều đó. Tiếp đó Setsuna và Flair đã cố gắng giải thích nhưng Kureha vẫn không tin mà cô nàng cho rằng chính Kiaru đã bắt cóc và tẩy não cả hai người, nhận ra không thể giải quyết bằng lời nói nên Flare muốn sử dụng vũ lực thì liền bị Kureha đánh ngất. Nhìn thấy người của mình bị tổn thương thì Kiaru quyết định sẽ phá nát cô nàng kiếm thánh, sau đó thanh niên liền lao vào chiến đấu một một với cô ấy. Kiếm thuật của cả hai giống hệt nhau nên trận đấu diễn ra khá cân bằng, sau một hồi giao chiến thì Kiaru đã thành công phá hủy thanh kiếm của cô ấy bằng giả kim thuật. Tưởng đâu đã nắm được lợi thế thì cậu lại để dính phải một đòn thể thuật của Kureha. Tiếp đó cô ấy đã lấy ra một thanh kiếm nữa, đồng thời hỏi thân phận thực sự của Kiaru là ai, nhận thấy cậu ta không có ý định trả lời nên cô đã quyết định sử dụng bí kỹ và thành công chặt đứt một cánh tay của thanh niên, thế nhưng Kiaru liền hồi phục cánh tay và cho cô ấy biết được mặt tối của vương quốc, do không thể chịu được cú sốc ấy cho nên cô nàng đã ngất đi ngay sau đó. Lúc Kureha tỉnh dậy thì cô ấy đã hỏi khung cảnh mà cô nhìn thấy hồi chiều là sao, Kiaru một lần nữa nói rằng đó chính là mặt tối của vương quốc nhưng cô nàng vẫn không chịu tin hết cách thanh niên đành cho Kureha biết thân phận anh hùng trị liệu của mình, nhưng điều đó càng làm cô ấy khó tin hơn vì cậu đã sát hại công chúa Phe. Đúng lúc này cô công chúa đột nhiên bước vào và giải thích tất cả mọi chuyện, việc cô ấy xuất hiện đúng lúc như vậy bởi vì Kiaru đã lên kế hoạch trước đó. Theo lời dặn của Kiaru thì Phe đã nói với Kureha rằng vương quốc đã quá thối nát, cho nên anh hùng trị liệu đã cứu cô thoát khỏi thủ đô để tìm cách thay đổi vương quốc. Sau khi nghe xong mọi chuyện Kureha cảm thấy rất thất vọng với cái đất nước mà cô đã và đang hết mình phục vụ cho nên cô ấy đã hứa sẽ hỗ trợ Kiaru trong kế hoạch cải tổ nó, đồng thời cô muốn sửa chữa sai lầm của bản thân vì đã tấn công người ân nhân. Nhưng cô đâu biết rằng chính Kiaru đã lén lút sử dụng thuốc khiến cô dạo dực, thế nên sau đó hai người đã lên giường với nhau để giảng hòa. Kiaru ra khỏi bóng tối, cho nên sau đó thanh niên đã nhờ Kureha thu thập thông tin của dân làng cho mình. Tất thông qua cuộc nói chuyện Kiaru còn biết được Anna đã bị tên đội trưởng cưỡng hiếp, thế nên sau đó cậu đã rất phẫn nộ và thề rằng sẽ trả cả vốn lẫn lời cho tên Leo.